Mình chào tất cả mọi người, chào anh em nhé. Thời gian cởi mồm ra rồi. Mai là ngày 2 tháng 11 năm 2023 âm. Thì cũng là dỗ ông nội nhỉ. Thì ông bà cũng làm hơn chục mâm. Thì trước tiên là cúng tổ tiên, rồi sau đó là các con cháu này hưởng lộc. Vì ngày hôm nay thì ông bà có mời các bà tới lễ trước. Lễ là dỗ ông, lễ rồi lễ cầu mát. Thì bên này thì mấy chú cháu anh em thì có quân gọi làm mấy món như là chó mấy gà thì mấy chú cháu làm trước. Thì để hôm sau chỉ việc nấu thôi. Chẳng nghe, vừa nước là sạch thế. Thì mỗi nơi có cái phong tục tập quán khác nhau. Ông cứ vặt cái chân ít nào cho đấy thì cháu cho qua một được vừa nước là sạch, là trắng. Nó vừa nước thì nó vặt nó nhanh. Cho mọi người cùng xem và thưởng thức. Không thì để tí cái chân nhấn lại. Không phải vứt cứ nữa, cầm cả bi qua làm sao. Bi rơm được gì đâu, cả bi bình thường thì chuẩn chó thui rơm đúng không? Chỉ thui rơm thôi chứ còn mình kho làm sao. Ngoài kia người ta không có rơm, người ta phải khò. Anh có nhận không? Cái gì? Rơm, thui rơm. Ui, cái bì rơm nó còn nặng không? Quánh phải bằng trắng này, thui lên nó mới ngon anh Tuấn ạ. Mình làm được vừa nước rồi mới trắng được cái này. Còn nếu mà nó mà rửa nước hoặc ấy, nó bám mà chặt, cạo nó tuột cả ra là nó vẫn đậy sạch. Thank you.
Nó mỡ rồi thành. Hai bề đấy. Nhìn chỗ nhìn chỗ chọc mà thấy thấy hỏi một. Hai bề hàng hai bề. Tao mua một gói. Hai con gì đấy cả. Cùng một tấm. Đấy, giải chân giải tay. Ăn một ít thôi, còn đâu thì là cầm cái ấy trong dí dí vào mình quạt quạt mà nó đúng cây tơ thui rơm này. Hàng chuẩn đồng quê đấy nhỉ. Cây nó phải thui rơm nha, đừng Hà Nội các bạn đừng có kho nhá, kho ăn khét 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 mù. Nó cái rơm này thì nó có mùi thơm riêng của thui từ đầu thui xuống. À, thui đít. Cho nó cháy. Ẩm à? Cho nó bám. Để cho nó bốc lên một tí, bỏ tí than. Ông cháu trưởng ấy, trưởng cỗ luôn. Không có cháu, anh em nào phụ. Cháu đít nhôm này, một mình cháu. Một mình cháu chiến cả con chó. Một mình cháu chơi tất. Đít nhôm nó ghê gớm của chú ấy nhỉ. Tuyệt vời nhé, có rơm ăn nó khác hơn nhỉ? Khác kể cái lúc này thu lên cái mùi mà bốc của rơm với cái da nó bám lên nó. Qua một lượt đi xong bắt đầu tím thì lại thui lại một nắm nhỏ nhỏ thui lại anh hiểu cứ tớ, mình đừng bén quá một điểm nhưng mà cứ để nó vàng kỹ tí mình lau mình cọ đi là nó trắng trắng nó bớt ra làm gì. Không, mình cứ thui một lượt quanh đi cho nó co lại. Trong tí cầm nắm rơm anh dần dần, dần phát vàng luôn. Con này mới đi tơ một lần anh Tuấn. Đi tơ một lần. Chưa đẻ. Mới đòi đi tơ một lần. Tơ đặc tơ luôn. Ờ, nếu không thì cứ hai má đi sang tí lật ngang thì một bụng mới nưng. Thế thôi. Hôm nào có liên hoan gì mà có chó thì nay gọi em nhé. Chính chú nhận làm chó thì gì? Để em làm chó. Cứ đốt được hai má sườn đi, được hẳn hai sườn đi sang lật thì mà đốt phát đằng lưng mới bụng. Thế thôi. Nhìn vàng đủ tầm thì... Bảy tơ thì bảy món. Chín món. Chín món cả. Rồi mày nhé. Làm chuẩn ra là chín món. Mổ ra thằng lòng mềm lộn ấy á. 8 giờ chưa sang. Yeah.
Phải tẻo. Hoa khoai đâu phải đơn giản. Đâu phải được hồn nhiên, vô tư. Chuyện bình thường với ma thì... Tích rồi leo núi suốt. Nên là ông bái. Ở Phương khoái tẻo. Rồi. Chuối. Lấy cái cọng nào bác? Kia ở trong cái chuối kia nhiều. Cái chuối đấy. Bạn có ra cuốn được đi mình. Đấy hôm nay các cháu nó bận, ông còn phải làm nòng cái này. Nó đi làm hết. Ông Ba mua mà ở nhà thì nó còn... Tính. Ông biết làm gì đâu đấy, biết làm nhanh anh ở đây. Mình đây làm hơi chậm. Nước rửa bát đâu mà? Ông Tịnh không có nước rửa bát à? Lấy cái gì, để cái gì hả bác? Đây, cháu đổ đi nhá. Phân để cái thối đi đây. Không tí nó dội nước hết vào đây rồi. Cho đi hết. Cụt nước vào dạo. Thế thôi, này ra kia anh. Một đám không thôi. Bụng xào xăng chốc đi kiểu đéo múc hai bát ăn bây giờ. Em hiểu không? Lắm. Mày ăn chỉ một món thôi, một cái món gì ấy, món gì. Sáo á? Sáo rồi. Một cái xương này nằm. Như tối nay giải quyết được. Nhưng mà đéo có đầu xương rồi. Mày, đậu xương rồi. Đậu sốt nóng chó rồi á. Nhiều mà 16 cân nào. Cái này được 18 đĩa. Thế thì anh xem cái này hấp được không? Được mà. Chỗ đùi ấy, hai bên sườn đùi. Được. Cái tảng chỗ hai bên chỗ nào mà. Hai bên đùi này thì ngon. Đây đùi đây. Đùi à? Chân đấy. Chân nó dài kiểu ạ. Dài. Những cái này ăn mềm à? Cắt được cái mỡ này ra này, hấp hấp phải nó nạc. Vâng. Đấy thì hấp chỗ mặt Phương mà. Hấp mẹ cái này. Nên rồi áo lạc. Nóng của mẹ với bà còn mặc áo cổng này. Cháu mặc quần áo rồi. Trong hết rồi. Đây, ông bà, anh Quân nên giúp đỡ đây. Đây, thì chó đây, chó là mơ đây. Đúng thì chó thui dâm của anh em mình. Nhưng bà lấy nồi cơm ra. Ngon, ngon, ngon. Rồi này mà đủ lá rồi không? Ngon không? Quay rồi, này. Đấy, ngon à. Bà Phương này vất vả nhỉ, bà Phương thái thịt chó nhiều. Nói là đây lấy đâu, ai đi nấy. Chiều nay quên thì ai đi nấy. Không ai muốn đi nấy. Nói được ông nào đấy. Bảo ông đi nấy, ông bảo là đau chân. Quản lý. Mình đi nấy được không? Nói gì cũng được.
Ngon lắm. Mời các đồng chí nhắn. Ngọt nhỉ bà nhỉ? Ngọt nư. Ngọt nư. Lòng chó mới lại thịt chó là lòng nóng luôn. Lòng chó ngon. Đói ăn vừa ngon sao. Có chén giới thiệu chó hả? Cái chó nó có cái tần năm ơi. Mà nó bùi bác ơi. Nó tẩy hôi rồi không mà sao còn đĩa xôi kia ông chị không cho vào đấy. Đĩa xôi cho bà rồi đấy. Đấy cái này vào nó thơm rồi, nó mềm nó ngon. Gạo nếp phẩm đâu. Thì đây thì nó sẵn này rồi. Nâng lên. Thì nữa. Gạo nếp sáo. Nấm con sáo. Gạo nếp là phải đây là món sáo. Dưỡng mận đấy. Còn đây là nóng. Mềm nó không cứng. Đâu xin mời cơ. Đây. Biết đâu là chuyện đó. Món sáo dưỡng mận. Vâng. Thôi tôi đứng quay nhá. Hôm nay có mấy ông làm thì các cháu đi làm hết. Bọn anh Thủy cũng đang hỏi thăm đây. Không ăn cơm rồi. Không ăn cái đố bằng bảy. Đố bằng bảy. Bà Dung là đố bằng bảy. Bà Dung bà chỉ quen rồi. Đố bằng bảy. Ăn uống là gì dễ nhất ông bài ông quân. Mẹ, bảo Dung kìa. Bà Dung mà bảo một cái thì không nên đồng. Chiều cháu điện cháu bảo là không có ai thịt chó thì ông lên ông phụ cháu. Thế nuôi ông đang chở chuối thì chắc bà Dung về bà bảo. Bà biết lý do gì. Cháu chịu. Bây giờ tôi đừng nghe bữa. Bà đi, chưa kết. 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 Bà đi, chưa kết.